Thầy chào các bạn. Thì trong cái chủ đề carbohydrate này, đây là chuyên đề 2, thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta cái phần làm bài tập về các phản ứng chắn gương cũng như phản ứng với brom của cái phần carbohydrate. Thì chuyên đề 1 về lý thuyết carbohydrate thì thầy đã hướng dẫn rồi. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cái phương pháp để chúng ta giải bài tập về cái dạng này nha. Thì trước khi vào cái dạng bài tập thì thầy cũng nhắc lại luôn. Cái chương carbohydrate hay chủ đề carbohydrate này thầy sẽ soạn cho chúng ta là 5 cái chuyên đề nghe. Chuyên đề 1 tóm tắt lý thuyết này thầy đã thực hiện rồi. Em là chưa xem nên xem lại. Và chuyên đề này chuyên đề 2 để hướng dẫn chúng ta về phương pháp giải bài tập về phản ứng chắn gương cũng như phản ứng với nước brom. Chuyên đề 3 thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta bài tập về element glucose. Chuyên đề 4 thì bài tập về hướng dẫn chúng ta phương pháp giải bài tập về cái điều chế cellulose trên chat hay thuốc xuống khói đó. Và chuyên đề 5 là bài tập về đốt cháy carbohydrate. Rồi, bây giờ thầy sẽ vào hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải bài tập của cái dạng này, đó là bài tập về phản ứng chắn gương cũng như phản ứng nước brom. Thì trước khi vào hướng dẫn thầy cũng nhắc lại luôn, chúng ta muốn nhận file, bài tập, các bài tập thầy đã hướng dẫn đó, có trong file, cũng như là các bài tập để chúng ta tự luyện thêm, tự làm thêm, thì chúng ta tham gia vào nhóm Zalo, thầy sẽ cho chúng ta các file để chúng ta tự làm và cũng như được sự hướng dẫn trợ giúp của thầy. Rồi bây giờ cái phương pháp để giải bài tập thì bài tập của cái carbohydrate thì tương đối nó cũng dễ dàng, dễ chịu. Thì ở đây bài tập về phản ứng chắn gương thì làm gì làm, chúng ta phải nắm được cái phản ứng chắn gương nha. Phản ứng chắn gương hay là phản ứng chắn bạc đó cũng là nó. Phản ứng chắn gương. Thì phản ứng chắn gương thì chúng ta học phản ứng chắn gương của glucose, fructose. Thì cái phương trình chung như thế này, phương trình chung thầy ghi phương trình tổng quát chứ nha. Phản ứng chắn gương đó là RCHO nè cộng với bằng này chat cộng với NH3, có nước luôn đó, thì tạo thành là cái muối amoni RCOO NH4 cộng với bạc cộng với H4NO3. Thì cân bằng của nó là 1,2,3,1,1,2,2. Đây, trắng bạc là cái tụ bạc ở đây. Thì đây là phương trình tổng quát của cái anhydride bất kỳ nha, anhydride bất kỳ, trừ ra anhydride formic thôi, tạo bốn bạc thôi. Thì phản ứng chắn gương thì thằng fructoglucose thì nó phản ứng chắn gương thì khi làm bài tập thì chúng ta chỉ nhớ là tạo hai bạc thôi. Cứ nhớ tạo hai bạc để làm trắc nghiệm cho nhanh đó. Nhưng mà nếu liên quan có cho muối amoni thì chúng ta cũng nên nhớ. Thì từ đây chúng ta suy ra cái phương trình của chắn gương của thằng glucose như fructose nha. Thì lúc này chúng ta trừ những CO ra, chúng ta sẽ còn lại là C5H11O5. CHO chúng ta trừ ra, C6H26 chúng ta trừ ra này. Thì lúc này thực hiện phản ứng chắn gương thì chúng ta cứ nhớ đơn giản, tạo hai bạc. Nếu có muối amoni thì chúng ta cái này chính là cái gốc R nè, được chưa? Tạo hai bạc. Rồi thì đối với là glucose và fructose để làm trắc nghiệm cho nhanh, phản chắn bạc tạo hai bạc. Nếu cho muối amoni thì chúng ta nhớ mình trên trên, còn không cho muối amoni thì cứ làm thẳng cái này để làm cho nhanh còn lẹ thôi. Đó là phản chắn gương. Rồi cái thứ hai là phản ứng với nước brom. Phản ứng với brom. Phản ứng với brom thì những chất nào của nhóm anhydride thì nó phản ứng được thôi. Thì đây phương trình tổng quát đó là RCHO nè cộng với brom, nước brom, thì sẽ tạo thành là cái axit RCOOH, axit hữu cơ. Thì ở đây nếu chúng ta suy ra cái phương trình của glucose thì chúng ta ghi giống như này thôi. Phương trình này ngắn thì thầy ghi hết lại. C5H11O5 CHO cộng brom cộng nước, thì lúc này tạo thành là C5H11O5 COOH. Thì cái này chính là axit gluconic nha, axit gluconic. Ở trên này là muối nha, muối amoni gluconate, gluconic. Rồi để chúng ta làm bài tập thôi. Rồi, và chúng ta chú ý là cái này chỉ đối với thằng gluco thôi, gluco thôi, fructose thì không nha, fructose không tác dụng như bà rô. Cái này phần lý thuyết thầy có nói rồi. Rồi bây giờ chỉ đơn giản thế thôi, nhưng bây giờ làm bài tập thì sẽ có một số bài tập đơn giản cũng như bài tập nhiều em cũng làm sai ha. Thế đây thầy sẽ hướng dẫn những đơn giản trước. Có cái câu cuối cùng đó nhiều em đa phần làm sai hết. Rồi ở đây hướng chán bạc gluco thôi nè, mon gluco. Thì khi làm trắc nghiệm thì chúng ta cứ tính toán, ta ghi nhanh cho đây nha. M gluco thì 180 đó, 1,8 chia 180 thì bằng là 0,01 nha. Mon gluco là 0,01. Thì cứ nhớ gluco chán bạc tạo 2 bạc. Chúng ta làm nhanh gọn lẹ nha. Chán bạc tạo 2 bạc. Vậy là 0,01, vậy đây là 0,02. Vậy sigma m bạc bằng 0,02 nhân cho 108 bằng 2,16 đó, 2,16 thì rất là dễ, đơn giản thế thôi. Rồi đây là cái câu đầu tiên dễ nhất. Vậy mà cũng có một số em sai nha, cho gà để sai hết. Rồi câu thứ hai cho ruto cùng chất bạc. Bây giờ cho ngược lại, bây giờ là mol bạc là thầy tính nhanh. 4,32 chúng ta chia cho 108. Do mấy mình dễ nên ngắn gọn nên tính luôn đi. Mol bạc là 0,04. Rồi cứ ghi sơ đồ ra. Ruto trắng bạc cũng tạo 2 bạc. Vậy đây là 0,04, vậy đây là 0,02. Rồi vậy suy ra M ruto bằng 0,02 nhân cho 180. Rồi 0,02 nhân cho 180 thì sẽ bằng 3,6 gram. Nó xong. Xong được câu thứ hai. Cũng có số câu là khó nha. Rồi câu 3. Câu 3 cũng đơn giản luôn. Đun nóng 100 ml dung dịch gluco AM, cái này nồng độ mol nha. Với lượng dư bạc nitrat thì phản ứng người ta thu được là mol bạc, thì tính mol bạc luôn. Mol bạc bằng 2,16 chia cho 21,6 chứ 21,6 chia cho 108 thì mol bạc sẽ bằng là 0,2. Gluco thì gluco tráng bạc tạo 2 bạc, cứ nhớ như để làm tớ. Vậy là 0,2, vậy là mol gluco là 0,1. Rồi đề bài kêu tính nồng độ mol cm của gluco. Cm bằng n chia v, n là 0,1 chia cho V là 0,1 luôn. Vậy sẽ bằng là 1m. 1m. Rồi vậy là câu C. Đơn giản thế thôi. Vậy mấy con này trong đề đại học không biết đó. Nhưng đại học cao đẳng này. Rồi câu 4. Câu 4 thì người ta cho gluco với ruto luôn, vẫn trắng bạc. Bây giờ thì tính bằng gluco bao nhiêu. Thực ra gluco ruto thì chúng ta có thể cộng gom lại, hai thằng này giống hệt nhau mà. Nhưng chúng ta có thể làm từ từ cũng được, không sao. Gluco 27 chia 108 chia 180, 27 chia 180 thì sẽ được mol gluco 0,15. Rồi ruto cũng vậy, 9 chia cho 180, mol rut 9 chia 180 nha. Vậy mình làm hai cách đi, 0,05 chút mình gộp lại mình làm nha. Rồi thằng này tạo 2 bạc. Rồi thằng này cũng tạo 2 bạc. Vì tổng mol bạc sẽ bằng là không hết, cái này 0,3, này 0,1, vậy là tổng mol bạc là 0,4. Vậy suy ra khối lượng đi, 0,4 nhân cho 108. 0,4 nhân cho 108 thì sẽ bằng là 43,2. 43,2 gram. 43,2 gram. Rồi hoặc là chúng ta tính hai này gộp lại luôn, chúng ta tính mol glucose luôn nè, tính cách này cũng được, lấy hai này cộng lại nè, hai này cộng lại là 36 gram, được chưa. 36 chia cho 180, thử cái hai này nó cùng chúng nhau thì chúng ta làm cách này cũng được. 36 chia cho 180 thì sẽ bằng 0,2. Tạo 2 bạc, vậy ta suy ra m bạc cũng gan là 0,4 đó. tại hai này giống nhau nên chúng ta tính gọt cũng được. Rồi đây là câu 4, đơn giản thế thôi. Dạng bài tập của bên carbohydrate tương đối dễ mấy em, tương đối dễ. Rồi câu số 5, người ta dùng gluco để tráng ruột fix nha. Trung bình thì dùng 0,75g gluco cho một cái ruột fix. Người ta cũng tính khối lượng bạc có trong ruột fix. Bài tập có hiệu suất nè. Bài tập có hiệu suất thì hôm trước thầy có hướng dẫn rồi nha. Rồi bây giờ cứ làm bình thường chứ đi. Mol glu bằng 0,75 chia 180, 0,75 chia cho 180. Số lẻ. Rồi lẻ để phân số thôi. 0,75 chia 180 bằng 1/240. Rồi thằng này trắng bạc tạo 2 bạc, 2 bạc. Vậy lúc này chúng ta suy ra người ta cũng tính khối lượng bạc m bạc. Bài tập có hiệu suất hôm trước thầy nói rồi, cứ tính bình thường nha. Tạo 2 bạc vậy là 2 nhân cho 1/240. Có hiệu suất cứ tính bình thường đó, rồi tính bình thường này là nhân cho bạc, này là nhân cho 108 này. Rồi sau đó chúng ta coi tính trước hạt phản ứng sau phản ứng thôi. Bây giờ tính sau phản ứng này. Em nào chưa rảnh là chúng ta coi lại dạng bài tập hiệu suất của phản ứng ester hóa nha, cái chủ đề ester lipid. Rồi chúng ta gắn hiệu suất vào từ 80 chia 100, 0,8 đó. Rồi chúng ta bấm thôi, 240 nè nhân 2 nè nhân cho 108 nè nhân cho 0,8 nè, đó sẽ ra 0,72. 0,72g của B. Thì ở đây thầy sẽ lưu ý một số đứa luôn, ở đây sẽ bấm ra chẳng hạn, nhiều đứa sẽ ra nó làm tròn con số thì lúc này kết quả nó sẽ lệch đấy nha. Chẳng hạn như bấm là nãy chia lại nè, thầy bấm là 0,75 nè mình chia cho 180. Nhiều đứa không hiểu cái làm tròn nó ra là 0,00417 gì đó. Thì lúc này chúng ta hội chúng ta làm nó sẽ sai lệch kết quả ở đây hết. Nhiều khi giật mình không thấy kết quả. Chúng ta lưu ý khi ra những con số phân số chúng ta để phân số chúng ta làm tự động ra số đẹp lại này nha. Đó thì lưu ý chúng ta như thế. Rồi câu 6. Câu 6 dài hơn tí xíu nha. Câu 6 hòa tan hỗn hợp glucose vào nước, tóm là cho đường vào nước thôi, chia thành 2 phần bằng nhau. 2 phần bằng nhau nha. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư vanicat, tóm lại phần 1 trắng bạc. Phần 2 cho tác dụng với brom. Người ta hỏi phần trăm của ruto trong đây. Bây giờ chúng ta tính mol bạc nè. Mol bạc bằng 86,4 chia 108. 86,4 chia cho 108 thì sẽ bằng là 0,8 mol. Chưa? Mol brom nè. Mol brom bằng 35,2 chúng ta chia cho 160. 35,2 chúng ta chia BR2 đó, 160. 0,22 mol. 0,22. Thì chúng ta lưu ý khi tác dụng với brom, khi tác dụng brom thì đã nói rồi, ruto không tác dụng. Chỉ có gluco tác dụng thôi, vì mol này bằng mol gluco. Vì chúng ta có mol gluco là 0,22. Vì từ mol bạc chúng ta suy ra 2 thằng đều tạo 2 bạc hết. Vì lúc này suy ra mol của ruto sẽ bằng 0,4. Chúng ta trừ cho 0,22 tạo 2 bạc, chúng ta đi ngược lại đó. Vậy là mol ruto sẽ bằng là 0,18. Mol gluco là 0,22, mol này 0,18 mol. Rồi đề bài cứ tính phần trăm trong hỗn hợp ban đầu. Thực ra chúng ta tính phần trăm trong hỗn hợp ban đầu thì cũng chính là phần trăm trong mỗi phần, chúng ta khỏi nhân lại. Rồi vì vậy chúng ta tính phần trăm của ruto, phần trăm khối lượng ruto. Rồi bây giờ phần trăm khối lượng thì chúng ta có thể bài này riêng đối với bài này do gluco và ruto đều m lớn là 180 hết. Nên chúng ta thay vì chúng ta nhân trên 180 dưới 180 thì chúng ta khỏi nhân đi. Phần trăm khối lượng gluco ruto giống là lớn, do đó chúng ta tính luôn phần trăm số mol nó cũng ra. Vậy là 0,18 chúng ta chia cho 0,4 nhân trăm thì lúc này nó vẫn ra phần trăm khối lượng nghe. riêng đối với những bài mà có M lớn giống nhau mới được nha. Áp dụng bài nào cũng theo cái này là sai đó nha. 0,18 chúng ta chia cho 0,4 bằng 45% nha, 45%. Tại vì chúng ta trên đây chúng ta nhân 180, dưới đây chúng ta nhân 180 của trang này đó, như là 45% câu C. Đơn giản thế thôi. Rồi câu 7, câu này có rất nhiều bạn sai nha, làm sai nhiều lắm. Thầy sẽ làm theo cái cách sai đầu tiên trước. Rồi, thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,02 mol sacro. Thì sacro này thủy phân ra một lu một rút, một lu một rút, và 0,01 mol maltose. Tóm lại thủy phân với hiệu suất 75%. Sau đó cho tác dụng chắn gương, người ta hỏi là mol bạc bao nhiêu thì như bạn sẽ làm như thế này. Sacro thủy phân một lu một rút, còn malto thủy phân ra 2 lu nè. Thì như bạn cứ điền mol bình thường, điền xong ở đây là 0,01, ở đây là 0,02, thì đây là 0,02, thằng này là 0,02, được chưa? Ở đây là 0,01, thì đây là 0,02. Rồi như vậy tổng bạc ở đây ra nè, thằng này tạo 2 bạc, thằng này tạo 2 bạc luôn. Vậy là tổng mol bạc ở đây là 0, này bạc nha, tạo 2 bạc hết. Vậy đây là 0,08, 0,08 rồi. 0,02 x 2 cộng 0,02 x 2 là 0,08 mol bạc. Đó, một bài làm tới đây, được chưa? Rồi gluco nè, đó, gluco là 0,02 phải không? Gluco mỗi gluco tạo 2 bạc, được chưa? Vậy là chạy ra là 0,04 mol bạc, ở đây là 0,04. Thầy làm đang kiểu làm cách sai nghe, cách sai của mấy bạn làm sai đó. Rồi suy ra bây giờ mol bạc nè là tổng cộng là 0,12 nè, sau đó gắn hiệu suất vào, hiệu suất 75% đó. 0,12 nhân 75% là 0,75 đó, thì nhiều bạn sẽ ra đáp án là 0,09 mol. Đây có đáp án liền, chọn câu C. Nếu chọn câu A, nhiều bạn thấy đáp án này liền chọn liền, tính quá êm quá hợp lý nè, nhưng mà cách này là sai nha, sai. Rồi thầy phân tích tại sao sai cho nghe, thầy nói bài này rất nhiều bạn làm sai. Rồi bây giờ thầy làm cách đúng luôn nghe, chúng ta tính gọn gàng vậy thôi. Bây giờ là mol bạc nè, sacro sau khi thủy phân tráng bạc tạo 4 bạc, như là 0,02 nè, tráng bạc tạo 4 bạc y chang trên đây thôi. Maltose sau khi thủy phân tráng bạc cũng tạo 4 bạc luôn, một cái 4 bạc đó, vậy là 0,01 nè, tạo 4 bạc nè. Rồi vậy là mol bạc đang tính bình thường nè, có hiệu suất này, hiệu suất 75% nè, nhân 75%. Thì thực ra đây là cách tính đang tới đây nè, ra 0,09 nè, nhiều bạn tính tới đây cũng ra 0,09 thôi, được chưa? Nhưng mà tới đây nó sai. Sai là lý do như thế này nè, hiệu suất phản ứng thủy phân, hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 75%, có nghĩa là 75% của cái này nó thủy phân, còn lại 25%, còn lại 25% không thủy phân. Tương tự 75% này thủy phân cũng còn lại 25% không thủy phân, còn lại 25% của này không thủy phân, nó không trắng bạc được, bởi là sacro không thủy phân là chưa không trắng bạc được, nhưng mà 25% của này nó vẫn trắng bạc được, và manto trắng bạc tạo 2 bạc bình thường. Vậy lúc này chúng ta phải cộng thêm cái 25% của này, 0,01 nhân 25%, và khi trắng bạc nó vẫn tạo 2 bạc đó. Vậy lúc này chúng ta bấm thêm cái này ra, nó khác cộng thêm khớp này vô thì nó sẽ ra là 0,095 mol. Đó, và đáp án là câu C mới đúng. Câu này rất nhiều bạn sai nghe. Rồi cái phần hướng dẫn thầy tới đây nghe. Nhiều em nào mà muốn nhận cái bài tập của thầy thì chúng ta vào nhóm Zalo nghe, để thầy mở lên bài tập, cái bài tập tự làm chúng ta. Để chúng ta nắm thêm đây mấy chuyên đề, đây chuyên đề 2 thì chúng ta có thể nhận file này về để chúng ta làm có hướng dẫn của thầy đó. Đây bài tập tự luyện để chúng ta làm thêm nha, có sẵn đáp án Rồi thầy sẽ kết thúc video tại đây để cho chúng ta có thể tự luyện làm thêm, thì tham gia nhóm Zalo của thầy ở dưới phần mô tả nha. Rồi thầy kết thúc.